Hi, I'm Denise Juno. Xin chào, tôi là Denise Juno, Tổng Giám đốc Học khu Seattle. Như quý vị đã biết, trong nhiều tháng vừa qua, khu học chánh đã làm việc cật lực để lên kế hoạch cho việc mở lại các tòa nhà trường học vào mùa thu này. Chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cơ quan y tế cộng đồng, quận King, văn phòng sở giáo dục và văn phòng của thống đốc. Các dữ liệu khoa học và nghiên cứu tất cả hiện ra chỉ rằng tốc độ lây nhiễm COVID-19 ở quận King đang gia tăng đáng kể. Mặc dù chúng tôi đã hy vọng bắt đầu năm học với một số ngày học tập trực tiếp cho tất cả học sinh, nhưng điều đó trở nên rõ ràng hơn là sẽ không thể xảy ra. Trên toàn cầu, các quốc gia quản lý để mở lại thành công các tòa nhà trường học đã làm như vậy với tỷ lệ nhiễm COVID-19 suy giảm. Không có cách nào để mở cửa trường học ở đây mà không có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 đáng kể dựa trên lộ trình lây nhiễm hiện tại ở quận King. Đáp lại dữ liệu và hướng dẫn về sức khỏe này, tôi sẽ đề nghị lên Hội đồng Giáo dục rằng chúng tôi bắt đầu năm học với việc học tập từ xa và sẽ tiếp tục trong mô hình này cho đến khi nguy cơ lây truyền COVID-19 giảm, đủ để tiếp tục học tập trực tiếp. Điều đó là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng học tập trực tiếp tại lớp là môi trường học tập tốt nhất cho học sinh và giáo viên. Tôi hiểu những khó khăn mà việc học tập từ xa có thể gây ra cho nhiều gia đình. Tôi biết điều đó sẽ khó khăn. Tôi cũng biết rằng chúng ta có thể làm việc cùng nhau để đưa ra thành quả tốt nhất cho những hoàn cảnh như thế này và giúp tất cả học sinh thành công. Các nhà giáo của chúng tôi đã chuẩn bị và sẵn sàng để đảm bảo SPS học tập từ xa được thành công cho tất cả mọi người, bao gồm các gia đình. Mặc dù mỗi chúng ta đã trải qua cơn đại dịch một cách khác nhau, nhưng chúng ta cùng nhau sát cánh và khi môi trường và thông tin tiếp tục thay đổi, chúng ta sẽ thích nghi và liên lạc sớm nhất có thể. Những nỗ lực cá nhân của chúng ta sẽ quyết định cho một tương lai tập thể. Vì vậy, xin vui lòng tiếp tục giãn cách xã hội và làm theo hướng dẫn của y tế công cộng. Đeo khẩu trang nếu không vì bản thân thì vì hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè hay người thân của quý vị. Chúng ta càng sớm có thể làm giảm sự lây lan của COVID-19 thì chúng ta sớm có thể gặp lại với nhau trực tiếp. Điều này sẽ cần tất cả chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi cam kết cập nhật cho quý vị và sẽ chủ trì buổi hội nghị Facebook Live vào tháng 8 để xem xét kế hoạch và chi tiết mở lại được đề xuất. Hội đồng giáo dục sẽ bỏ phiếu cho kế hoạch được đề xuất vào ngày 12 tháng 8. Để cập nhật thường xuyên, vui lòng truy cập www.seattleschool.org. Xin cảm ơn.